Mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người một sản phẩm, đó chính là một quả bóng lưới nha. Một quả bóng lưới này mình đã đặt mua ở trên Shopee. Hôm nay các bạn sử dụng bóng lưới, mình sẽ tìm kiếm cái từ khóa bóng lưới giúp căng thẳng, giảm stress. Nó có rất là nhiều màu luôn mọi người. Trứng lưới đổi hai màu slam cho chút giận, nho chút giận. Quả bóng lưới slam, quả bóng lưới slam. Trứng lưới đổi hai màu slam cho nho chút giận. Quả bóng lưới slam. Cam kết chất lượng và mẫu mã sản phẩm giống với hình ảnh. Hoàn thiện nếu sản phẩm không giống với mô tả. Mẫu mã đẹp, sang trọng, lịch lãm. Giá thành hợp lý nhất trên thị trường. Thế rồi mắt ra như này thì nó không được lắm nha. Cam kết chất lượng và mẫu mã sản phẩm giống với hình ảnh. Bởi vì là 6:30 cái đá này em có thời gian đi về. Hoàn thành nếu sản phẩm không giống với mô tả. Mẫu mã đẹp, sang trọng, lịch lãm. Em mất mẹ nguyên tắc. Ôi trời, mình đi thế, xong mới vứt đi luôn như thế, mà còn mất nhiều lắm ạ. Đâu, nó cũng vứt đâu, em để luôn trong giày mà. Để luôn trong giày, giày của mình đâu, vứt ở đâu. Từ đầu mới hỏi là em để luôn trong giày. Giày với tắt luôn đi về hay để luôn trong giày. Để luôn trong giày nhưng mà giày mới mất một nơi. Thì sao mà còn. Thế đợt này là ăn đá xong ăn muốn đi ở đâu đấy? Đi về nhà. Dẫn đâu mà uống bia. Xin chào tất cả mọi người. Đã bị nhức đầu rồi. Hôm nay chiến thần nào ạ? Chiến thần Chiến thần giá thành hợp lý nhất trên thị trường, mẫu mã đẹp, sang trọng, lịch lãm. Loại thỏ trứng lưới slam nho chút giận, quả bóng lưới slam. Tao đang đang review có bỏ xuống tí đi. Chờ tí. Bỏ xuống tí thôi. Không. Sắp hết rồi, mình thấy bằng nhựa, nhựa trong rồi. Hai mảnh như thế này. Đây nha mọi người. Đây chính là đầu bóng của nó nha. Đầu bóng của nó là màu đen nha mọi người. Bên shop bán các loại trứng chút giận, trứng nướng, trứng nhảy, túi trượt, hàng sẵn, chất lượng đảm bảo. Chất liệu hoàn toàn bằng Đây, cái này.
toàn 40 cái ai? Em ơi, cho em với, anh không cho em vào. Anh làm em áp lực lắm. Em áp lực anh ạ, em cũng chưa biết. Hàng sẵn chất lượng đảm bảo ạ. Chất liệu hoàn toàn bằng mềm, bằng mềm dẻo, không vỡ, không châm kim. Chất lượng tốt, an toàn tuyệt đối, đủ màu sắc, đủ loại ạ. Xuất xứ ở Đài Loan. Anh cho nếu 2, 3 cái thì sao? Anh quay lại một quay đến qua chứ. Quay qua. Qua dư đã quay thêm nữa rồi. À. Đúng là anh của ta. 40 cái là 40 cái. Đúng rồi. 40 là 40 rồi. Đã nhiều gì? Đến chó thì bão như thế này. Rồi. Anh Châu ơi, em còn chơi game nữa chị. Thế sao mình đang chơi game. Đây là kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cho em xin còn chi 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 chi. Cái này giá chỉ tầm mười mấy thôi mọi người ạ. Giá mình thấy giá trên TV là mười mấy. Nó có rất là nhiều sắc màu khác nhau như xanh đỏ, tím vàng, hồng. Mình đang lướt lên để mình kiếm một cái mật khẩu mà mình chưa có thấy mọi người ơi. Hình như cái này copy, mình sẽ bấm copy và dán vào là được. Last sale, copy paste. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel review trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu với review cho các bạn một sản phẩm. Nó là mô hình thú cừu, mô hình động vật, mô hình con mô hình động vật cừu, con cừu, con cừu, con cừu, con cừu dùng để lấy lông, con cừu Dolly, mô hình con cừu Dolly. Mọi người có biết đến con cừu Dolly không? Không. Đây cái giá này tầm 16.000 tới 20.000. Nó có rất là nhiều màu sắc khác nhau, mọi người có thể chọn những cái màu khác mà mình thích nha. Đây này. Rồi này ra cho mọi người. Mọi người bóp bóp cái này. Bóp cái này. Mạnh vào. Mạnh vào nó sẽ ra như này. Trời, bình nhờ. Xinh biết dễ chơi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nha. Mọi người nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách cho mình xin một lượt like, một lượt share, một lượt subscribe nha. Bye bye.